Hello và xin chào tất cả các bạn nha. Nay mình chơi bus simulator từ Indonesia nha mọi người. Nay mình chạy con xe nay mình chạy xe U23 Việt Nam nha. Đây nay mình chạy xe U23 Việt Nam. Mình chạy xe U23 Việt Nam nha. Hiện nay mình sẽ chạy bản cũ là phiên bản Việt Nam V3.4.3 nha. Thì cái số tiền cái phiên bản 3.6.1 của mình á là mình kiếm được khoảng 1.621.000 đồng, mà bây giờ mình cài cái phiên bản 3.4.3 rồi, xong cái bản này là chỉ có 125 đồng thôi mà đó. Lát nữa mình sẽ tải lại cái bản 3.6.1, lát nữa mình mà chơi xong mình sẽ trả lại cái phiên bản 3.6.1 để mình chơi lại, để lát nữa mình sẽ chơi online cùng với team mình nha mọi người. Lát nữa mình sẽ quay online với team mình nha các bạn. Lát nữa thì mình sẽ cho các bạn coi là số tiền của mình nó đầy như thế nào nha. Mà cái bên 3 này á, nó về là cái số tiền gốc rồi mọi người ạ. Nó về là cái số tiền 125, không biết tại sao luôn á. Mà trong cái bản mà nó không ngủ á, của mình kiếm được 1.000.000 rồi. Ok, bây giờ không liên thuyên nữa, bây giờ mình sẽ vào game test cho mọi người nha. Bây giờ đây là cái map nha mọi người. Nó ghi là Bus Simulator Indonesia, Mod Map Việt Nam, YouTuber Game Simulator Android. Bây giờ mình sẽ chọn map mới nhất mà mình đi ha. À, game này chưa có map Malang. Game này nó chưa có map Malang với lại Yogyakarta mọi người. Bây giờ mình sẽ chọn map Wonogor để đến solo nha. Map này nha mọi người. Để xuất phát. Nó quảng cáo mọi người. Và thép ra thì nó vào lại thì mới được. Thì nó sẽ bớt quảng cáo. Game này là quảng cáo là nó trước năm rồi. Hay nó lại có quảng lại kiểu là cái màn hình lát nó không có giống cái kiểu lát này, nó không có giống phiên bản 3.6.1 đâu bạn ạ. Lát bình thường thôi. Đợi nó lát map mọi người ạ. Chắc map bị lỗi rồi mọi người ơi. À, đang lát mọi người, đang lát rồi nè ha. Đang lát nha. Đó, lát thành công nha mọi người, lát thành công. Đây. Đây lát thành công nha mọi người, đây là con xe U23 Việt Nam của mình nha. Đây là con xe U23 Việt Nam của mình nha mọi người. Đó, U23 bóng đá Việt Nam nha. Rất chi là xịn sò. Là cabin xe nha. Bây giờ mình sẽ vào xe cho mình xem nha. Nha mọi người. Bây giờ mình sẽ tắt kèm nha. Bây giờ mình sẽ tắt kèm vô lăng nha mọi người. Kèm vô lăng thì nghe là kèm ngon. À, phải kèm vô lăng là kèm ăn vàng. Bây giờ mình sẽ tắt kèm số 1 nha. Số 1 kèm ăn vàng nha mọi người. Bây giờ mình sẽ tắt số 2. Kèm số 2 là cái kèm kèm bắn. Bập 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 mọi người. Sẽ tắt cho mình xem nào. Ba kèn rồi. Số 3 là kèn ngon. Bây giờ mình có cái còn số 3 nha. Số 3 mình nhớ là còn ngon mọi người ạ. Số 3 là còn ngon nha. Rồi, không ạ, mình lộn. Lâu lắm mình mới chơi bản mod này là mình không có nhớ các bạn ạ. Mình chỉ chơi bản 3.1 thôi. Chứ mình không có chơi bản 3.4.3. Ok, bây giờ mình sẽ nổ máy đi nha mọi người. Nên mình chạy xe gốc nha, chứ không có chạy xe mod. Scania nè, nó kia đẹp luôn ha. Có một cái ốp chỉ đây nha mọi người. Vậy thôi ha. Thank you.
trang bị cái áo màu tím. Nó không có gì. Đó. Lại gần cái con xe này nha. Con xe hơi. Đó. Trang bị ok. Không có bị thiếu. Ok, cuối cùng thì game nó cũng load được cái map xong rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm cái map Suhari Shijo nha mọi người. Mình nghe nói là ở cái chỗ này có ngôi mộ nhà mình có ngôi mộ chung người chết đó mọi người. Bây giờ mình sẽ đi thử là phiên bản V43 có cái ngôi mộ nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi thử nha.
cái phiên bản cũ này á, chơi máy mình cho bạn cũ nó lag rồi, còn máy mình mà cho bạn mới á sẽ rất là mượt luôn, còn máy mình mà cho bạn cũ thì nó còn lag luôn, một cái đồ ngoại nó vậy thôi đó. Mới tải về chơi phiên bản cũ chứ không hạn đối anh là phiên bản Vela trong nước ba là phiên bản cũ nha. Lúc này là chưa có ai làm mod để mua gì nữa nha. Mình sẽ cho mọi người xem đây. Đây là cái ngôi mộ nha mọi người, cái ngôi mộ nha. Bây giờ mình sẽ vào cái ngôi mộ này. Đây, đó chính là ngôi mộ nha, chính là ngôi mộ, đây là cái nghĩa địa nha mọi người, đây là nghĩa địa nha chứ không phải là ngôi mộ gì đâu, mình nghĩ là nghĩa địa, nghĩa trang. Ok, bây giờ mình sẽ đi nha. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại, chúc các bạn có gì hoặc là các video lần sau. Bye bye.